nửa đêm tịch hy bị điện thoại của kim ưng làm thức giấc lòng cô có chút lo lắng nếu kim ưng gọi hẳn là công ty có vấn đề cô hy cô đọc tin tức đi tịch hy liền mở tin tức xem cô dụi mắt ba lần mới ngớ người ra Khi thật lần này còn liên lụy cả tần lãnh và vân trì kim ưng sốt ruột giờ xử lý sao à tịch hy vẫn bình tĩnh sau nhiều chuyện cô nhận ra chỉ có bình tĩnh giữ cái đầu tỉnh táo mới giải quyết được vấn đề tôi suy nghĩ một chút Vâng cô, tịch hy định gọi cho Vân Trì, nhưng cô nghĩ nên gọi cho Tần Lãnh trước. Ở nước ngoài đang là buổi sáng, Lồng Nhiều cũng ngay lập tức báo cáo cho Tần Lãnh. Anh nhíu mày suy nghĩ, anh tin tưởng tịch hy. Đúng lúc cô gọi tới, anh đọc tin tức chưa? Đang định gọi cho em. Đừng đọc, em sẽ xử lý chuyện này, em có ổn không? Anh không hiểu lầm chứ. Anh tin em mà, anh yêu em, hy. Tịch Hy rất ngạc nhiên khi Tần Lãnh không bị ảnh hưởng bởi đống tin tức bùa vây. Anh vẫn lo lắng và nói yêu cô như mọi ngày, em sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Mong sớm được gặp anh. Tần lãnh nhìn chiếc đồng hồ đôi trên tay, nhắc nhở, em nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm. Cảm ơn anh, cúp máy, tần lãnh cho lâu nhiêu đi lên hệ để dìm tin này xuống. Anh lo lắng cổ phiếu tịch thị sẽ bị ảnh hưởng, không muốn vợ mình bị dồn vào thế khó lần nữa. Bên này, Vân Trì đang ở bên Lam Tâm, cô đã ngủ, thì cố hải nhẹ nhàng ra hiệu cho anh ra ngoài chìa sẵn máy tính bảng toàn tin tức cho vân chỉ nhìn vân chỉ nhìn qua lạnh lùng ra lệnh xóa hết sáng mai tôi không muốn nhìn thấy những tin này và không được để lam tâm thấy e là sẽ không dễ dàng bao nhiêu tiền cũng được huy động mọi nguồn lực và mối quan hệ đi cố hải thở dài tôi sẽ cố gắng rồi anh ra ngoài gọi điện thoại cho tịch hy máy cô báo bận chắc hẳn cô cũng biết rồi vân chỉ soạn một tin nhắn gửi đi mình sẽ xử lý cậu không cần lo lắng gì cả vút nai tịch hy cuốc máy với chồng liền nhận được tin của vân trì cậu cũng đừng lo gì cả chăm sóc cho hai mẹ con lam tâm cho tốt là được mình tự giải quyết được nói là vậy nhưng tịch hy thức cả đêm cô vừa muốn giải thích cho mình vừa không muốn tần lãnh bị đụng chạm vừa để thân phận vân trì không bị đào sới thêm vẫn chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn sáng sớm kim ưng đã lái xe tới đón cô tránh cho đám phóng viên và thợ ảnh tới sảnh công ty làm phiền. Sáng sớm nên công ty chưa nhiều người, nhưng có vài người vẫn bàn tán xôn xao. Tịch Chí vừa dậy mở điện thoại lại lần nữa thấy nhóm chat đang tác tên anh liên tục. Đọc xong cậu biết rõ là hiểu lầm nhưng vẫn lo lắng cho Tịch Hy, bèn nhanh chóng tới công ty xem tình hình. Tịch Hy đã bỏ thuốc một thời gian, nay lại kéo ngăn bàn tìm một điếu để hút. Cô đang nghĩ có nên đưa ra một thông tin đính chính không? nhưng bản chất dư luận càng nói một thì dân tình lại càng bàn tán mười. Nếu giữ im lặng thì sợ giá cổ đông sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn. Tịch trí và phòng chủ tịch thấy chị đang hút thuốc, cậu biết cô đang căng thẳng, chị ổn không? Không ổn lắm, việc này ảnh hưởng tới danh tiếng người khác nữa. Tịch trí lúc này mới thấy chị mình không dễ dàng gì, đội vương miễn thì phải chịu được sức nặng của nó. Kim ưng vội vã đi vào, tôi đang bàn phương án với đội truyền thông thì bất ngờ thấy các tin tức gần như đã biến mất, vài nhóm hội nổi tiếng cũng bay màu, nhanh vậy sao? Chuyện này không đơn giản xóa trong vài tiếng là xong, tôi đang tìm hiểu, nhưng có nguồn tin cho hay cả Tần Tổng và phía cậu Vân đều tham gia vào. Tuy nhiên có người đã chụp lại màn hình, nên cô vẫn sẽ bị phiền phức. Chúng tôi cũng sẽ tìm cách để chấm dứt việc này, tôi biết rồi. Tịch Hy thở dài, giờ thì cả hai người họ đều đang vung nguồn lực để cứu cánh cho cô. Tần Phu Nhân sáng sớm đã bị mấy người bạn gọi điện hỏi thăm bà còn chưa biết gì, còn là sau này có việc gì chăng? Mở tin tức ra xem, lướt tít xuống dưới mới có một vài tin, nhìn tấm ảnh thì trang phục của tịch hy đúng vào hôm đưa bà đi khám ở viện. Cô còn nói đi thăm người bạn là phụ nữ bị ốm kia mà. Bà liền gọi cho tần lãnh, mẹ à, ừm, con hẳn biết tin rồi, vâng, hiểu lầm thôi à. Con cũng gặp cậu ta vài lần, bọn họ là bạn tốt của nhau, con tin tưởng vợ con chứ. Con tin tưởng tịch hy à. Ừm, chỉ cần con tin là được. Dĩ nhiên tần phu nhân cũng nghĩ vậy, nhưng bà phải thăm dò thái độ người trong cuộc trước. Bà sai người đi tìm hiểu người bệnh mà tịch hy đi thăm hôm đó. Chỉ lát sau đã có người báo cáo lại, thưa phu nhân, là một phụ nữ mang thai bị tai nạn. Tuy nhiên họ canh chừng rất kín kẽ nên không xác minh chính xác được danh tính à. Nhân viên trong viện nói là vợ của người họ vân. Vân gia chỉ còn một người là vân trì, chính là người trong ảnh với cô tịch. Ta hiểu rồi. Tần phu nhân sau đó gọi cho Tịch Hy, con về nhà một chuyến. Tịch Hy nhìn hiển thị trên điện thoại gọi đến bèn dập tắt điếu thuốc, sau đó hít sâu một hơi. Mẹ chồng cô xem ra cũng nghe tin rồi, vâng mẹ. Kim ưng cùng một đội bảo vệ tháp tùng Tịch Hy ra sảnh. Vẫn có một đám đông chĩa máy ảnh vào cô, dù có bảo vệ nhưng Tịch Hy vẫn bị bùa vây, khó khăn di chuyển trong khi xe đợi ngay trước mặt. Ánh flash khiến cô khó chịu, lấy tay che mắt, và cô quyết định sẽ không phát ngôn gì vào thời điểm này. Bỗng có thêm một đội vệ sĩ mặc áo đen khá nhiều người tới hỗ trợ đội bảo vệ kia, họ còn chuẩn bị ô che chắn cho tịch hy, lông nhiêu, thưa phu nhân, tần tổng đang đợi cô trong xe. Tịch hy kinh ngạc khi chồng cô đã trở về, chưa kịp tiến lên thì thấy lại có một đội áo đen khác tới tới dẹp loạn đám đông nhốn nháo kia. Cố hải dẫn đầu tiến tới chào một câu, cậu vân cho người tới hỗ trợ cô ạ. À rồi cố hải lướt nhìn bên cạnh thấy lâu nghiêu cũng đang nhìn mình hai người cúi đầu chào nhau rồi nhanh chóng hộ tống tịch hy vào xe của tần lãnh kim ưng ở lại công ty để xử lý công việc xong xuôi cố hải báo cáo lại cho vân trì tần tổng đã về à ừm rút đi có tần lãnh rồi chúng ta không cần phải lo lắng nữa nếu là trước đây khi nghe tên tần lãnh thì vân trì có chút khó chịu trong lòng nhưng giờ anh hoàn toàn yên tâm khi tần lãnh ở bên tịch hy thật đúng lúc vừa lên xe tịch hy nhìn thấy chồng bỗng xúc động anh vừa về rồi tới đây ngay sao ừm anh nhớ em và lo cho em nữa rồi anh ôm cô vào lòng tịch hy giây phút này cho phép mình yếu đuối dựa dẫm anh một chút em ổn cảm ơn anh tần lãnh xoa xoa vai cô hôn nhẹ lên trán rồi nhìn cuồng thâm dưới mắt vợ mình đêm qua lại mất ngủ ư tịch hy cười cười còn trêu chọc vắng anh nên mất ngủ dẻo miệng giống anh Tịch Hy rời khỏi vòng tay tần lãnh, sắc mặt nghiêm túc nói tiếp, mẹ gọi em về. Ừm, um, không sao đâu, anh luôn ở bên em mà. Tịch Hy thở dài nhìn ra ngoài, lại mệt mỏi ghé đầu vào vai anh. Về tới nhà, hai người sắc mặt có vẻ nghiêm trọng đi vào. Những cây hướng dương đá cuối vụ không còn nhiều, nhưng Tịch Hy không nỡ phá bỏ. Vài bông hoa nhỏ lác đác trong tiết trời lạnh mùa đông. Tần phu nhân cũng hết sức kinh ngạc khi con trai đột ngột về nước, lại đang ở cạnh vợ mình, hai đứa về cùng nhau sao? Vâng, mẹ, mẹ gọi con à, ngồi đi, dù miệng thì tần lãnh nói tin vợ nhưng lại đột ngột về thế này. Tần phu nhân sợ mối quan hệ của hai người bị sứt mẻ, bèn lo lắng gỡ rối. ta biết tin rồi, hiểu lầm mà thôi. Tịch Hy đưa ta đi khám rồi tiện thăm một cô bạn mang thai bị tai nạn. Không phải con bé mập mờ với cậu Vân kia đâu, Tịch Hy còn đang lo lắng nghĩ cách giải thích cho mẹ chồng, cô lại không ngờ bà còn biết cô đi thăm phụ nữ mang thai hóa ra mẹ chồng cô cũng rất chu đáo và nhanh nhẹn mới đó đã thu thập được thông tin rồi tần lãnh chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng miễn là không có sự hiểu lầm nào ở đây là được vâng mẹ con đã nói tin tưởng vợ con mà thế sao con về gấp gáp vậy con đừng có vì thế mà làm ảnh hưởng quan hệ vợ chồng của hai đứa mẹ à anh ấy lo lắng cho con nên về hỗ trợ con mà thôi mẹ nghĩ nhiều rồi được được thế là tốt rồi. Hai đứa nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng, cây ngay không sợ chết đứng, huống hồ mẹ chồng là ta còn không nghĩ ngợi thì không cần bận tâm thiên hạ làm gì, con cảm ơn mẹ. Tịch Hy cảm thấy may mắn khi có mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy. Tần lãnh ôm vai vợ về phòng còn quay lại nhìn mẹ mình cười cười, còn bà chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cứ về phòng đi. Về phòng mình, tần lãnh đã lại ôm chầm lấy vợ. Vắng em anh cũng mất ngủ, em hút thuốc lại sao? Một xíu, ừm, chuyện là sao vậy? Tịch Hy vẫn để chồng ôm, nhẹ nhàng ôm lại anh rồi đáp. Vân chỉ lên trước bố rồi, cô gái kia bị tai nạn nhưng may mắn không sao. Đúng lúc đưa mẹ đi khám em gặp họ nên qua hỏi thăm một chút. Rồi động viên cậu ấy mà thôi. Ừm, lâu không nghe tin gì của Vân chỉ, mới đó cậu ta đã có con rồi. Anh ghen tị ư, sợ vợ nghĩ ngợi tự ti, tần lãnh đáp, anh có em mà. Nhiều người phải ghen tị với anh ấy tịch hy biết rõ anh đang nói tránh cô hơi buồn hay là mình thụ tinh nhân tạo đi sao đột nhiên lại nghĩ vậy em sợ em lớn tuổi sẽ khó khăn ừm em muốn sao cũng được cả rồi cả hai ôm nhau ngủ một giấc dài ai cũng mệt mỏi nên khi có đối phương kể cạnh họ an tâm nghỉ ngơi hơn cuối ngày tịch hy xem giá cổ phiếu công ty có giảm nhẹ nhưng vẫn ổn trong tầm kiểm soát của cô kim ưng cũng báo cáo chuyện ở công ty đã ổn thỏa ở bệnh viện Lam Tâm do bị động thai nên nguyên tuần chỉ ngồi và nằm trên giường, lại có người canh gác nên cô không hay biết tin gì. Ngày nào Vân Trì cũng ở bên cô, còn có gì hứa chăm sóc, sắc mặt cô đã hồng hào, đứa nhỏ cũng phát triển bình thường. Không khí Tết đã cận kề, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm và đón một năm mới. Cuối năm nên công việc của cả hai vợ chồng Tịch Hy đều rất bận rộn. Tần phu nhân thấy con dâu gần đây gầy hẳn đi, lại không ăn uống được mấy nên rất hay nấu món bổ cho hai người. Ăn thêm đi con, dạ, con đủ rồi à, có lẽ công việc hơi bận lại thêm tiết trời lạnh nên con hơi mệt mỏi. Con xin phép lên phòng nghỉ trước, ừ, đi đi, nghỉ ngơi nhiều vào, thi thoảng tịch hy sẽ tới biệt thự ven biển thăm Lam Tâm. Vân chỉ giờ cũng thoải mái hơn với bạn mình, anh ở bên Lam Tâm không rời nửa bước, đến công việc cũng ngày ngày có người tới báo cáo nay tới gì hứa làm cho tịch hy một cốc trà nóng nhìn thấy vân trì cẩn thận đỡ lam tâm ngồi xuống cô nheo mắt cười thật không ngờ cậu có ngày làm bố đảm như vậy lam tâm thì xấu hổ còn vân trì khẽ cười tần lãnh sau này có lẽ còn hơn mình ấy tịch hy có chút chạnh lòng nhìn lam tâm vẫn chưa lộ bụng lắm nhưng cô mặc đồ đá khá rộng rãi rồi dì hứa mang ra cho lam tâm một ly sữa dành cho bà bầu khói bốc lên ấm nóng mang theo mùi thơm ngào ngạt Quẹ. tịch hy bất giác ôm miệng xong lại ngồi thẳng vuốt vuốt ngực lam tâm và vân trì nhìn sang lo lắng cậu không sao chứ không chỉ là ngừng mùi sữa bầu không quen cho lắm ừ lúc trước mình cũng không quen mùi này khá nồng và đậm vân trì đáp lại còn lam tâm cứ nhìn tịch hy chăm chú ngồi một lát rồi vân trì về thư phòng làm việc để hai phụ nữ hàn huyên với nhau chị hy hay là chị có thai rồi người có thai rất nhạy cảm với mùi đó Tịch Hy cầm ly trà lên nhấp một ngụm, rồi cười, chắc không phải đâu, dạo này bận bịu nên cơ thể cũng mệt mỏi. Chị chỉ buồn ngủ thôi, chị nên thử cho chắc chắn. Lam Tâm vẫn khuyên Tịch Hy, còn Tịch Hy ra về vẫn rẽ vào hiệu thuốc mua que thử. Tháng này đúng là cô chậm kinh thật, nhưng cô thường xuyên bị thế. Vì cứ thức đêm và uống cà phê nhiều sẽ làm kinh nguyệt của cô gián đoạn, thậm chí có tháng cô bị hai lần. Cô còn lo liệu có phải do thế nên mình khó có thai không, nhưng kết quả khám bệnh thì cô vẫn bình thường bác sĩ còn cho cô thuốc bổ để uống hàng ngày nữa dù sao cũng quyết định thụ tinh nhân tạo rồi nên lần này thử cô cũng không hy vọng lắm tịch hy về nhà cầm que thử nhưng lại cất vào góc tủ nhà tắm cô hơi uể oải chỉ muốn nằm quấn chăn trên giường tối nay tần lãnh muốn gần gũi vợ nhưng cô cự tuyệt anh nhớ gì đó mở ghi chú điện thoại nay em tới tháng nhỉ không dạo này em hay mệt mỏi nên cũng không có điều nữa anh ôm vợ vào lòng xoa xoa lưng cô hay anh cho người bên tập đoàn sang hỗ trợ em nhé công ty càng phát triển thì lượng công việc càng nhiều em vất vả cũng phải chú ý sức khỏe nữa không thấy tịch hy trả lời tần lãnh nhìn thấy cô đã ngủ anh cũng thấy gần đây cô rất hay ngủ kim ưng còn báo có lần cô nghỉ trưa ở công ty mà ngủ quên tới chiều anh có chút lo lắng có lẽ nên đưa cô đi khám sức khỏe hôm sau tịch hy dậy nhớ tới người bán que thử dặn cô nên thử buổi sáng sẽ chuẩn nhất nên cô lại mở tù tìm que đây không phải lần đầu cô dùng cô đã từng thử nhưng đều thất vọng đặt que nằm ngang cạnh bồn rửa mặt tịch hy trong lúc đợi nhẩn nha vệ sinh cá nhân đang đánh răng cô lướt nhìn chiếc que trước mặt hơi khác mọi lần cô cúi đầu nhìn cho kỹ là hai vạch rất đỏ rất gió cô suýt sặc ho sặc sụa tần lãnh ở ngoài nghe thấy vội vàng chạy vào em có sao không thấy miệng cô còn dính kem đánh răng, anh mở vòi lấy nước đưa tịch hy, rồi lấy khăn lau cho cô. Cô hơi run cầm chiếc que lên cho chồng xem, anh ơi. Là, hai vạch nè em. Ừm, có lẽ, tịch hy hơi xúc động, tần lãnh cầm cái que nhỏ rất cẩn thận, sau đó dạng dỡ ôm vợ mình, chúng ta tới bệnh viện một chuyến. Tịch hy nhẹ nhàng gật đầu, ôm anh thật chặt, sáng ra đã thấy hai vợ chồng tần lãnh đi vội vàng, tần phu nhân còn thở dài, cho rằng con mình quá bận, lại còn cả vợ cả chồng. Cứ thế này bao giờ bà mới có cháu nội đây, đúng là sốt ruột dùng mà. Ngồi đợi khám mà hai người tay đan nhau rất chặt, ai cũng hồi hộp và có chút mong chờ. Họ muốn mọi việc chắc chắn mới báo cho mẹ. Tịch Hy tiếp tục thử nước tiểu và siêu âm, vì bác sĩ bôi một lớp gel lên bụng khiến Tịch Hy hơi lạnh, giận mình một cái. Họ di chuyển máy siêu âm chậm chậm quanh bụng cô, có chỗ còn di đi di lại, Tịch Hy lo lắng hỏi có vấn đề gì sao bác sĩ? Vị bác sĩ có vẻ lớn tuổi trầm lặng không trả lời cô ngay. Một y tá vào lau sạch bụng cho tịch hy, có chồng đi cùng không? Có à, gọi chồng cô vào đây. Tịch hy giờ vô cùng sốt ruột, có khi nào cô mắc bệnh nghiêm trọng gì đó không? Tần lãnh cũng lo lắng ngồi cạnh. Lúc này vị bác sĩ mới cầm một que nhỏ chỉ lên màn hình, là thay đôi, đây, hai cái chấm nhỏ này. Hai người nghe vậy vô cùng vui mừng, cố nhìn cho kỹ hai cái chấm nhỏ xíu theo que chỉ của bác sĩ rồi bác sĩ mở sổ khám của tịch hy nhìn một chút rồi tay đẩy gọng kính lên nhìn hai người cô tịch có chút lớn tuổi lẽ ra ở tuổi cô thì người ta sinh con thứ hai rồi còn cô một phát hai con lần đầu luôn có thể sẽ khó khăn hơn chút mới được vài tuần nhưng đã gầy rồi sau này thai lớn cơ thể sẽ phải chống đỡ nhiều hơn hãy chú ý nghỉ ngơi và ăn uống đa dạng hơn nhé Giờ thai còn rất nhỏ nên chưa thể phán đoán gì hơn. Hai người cảm ơn bác sĩ, ra khỏi phòng Tần Lãnh nắm lấy tay vợ, em đừng lo, sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên ba mẹ con. Tịch Hy vừa mừng vừa lo, ừm, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tần Lãnh đưa Tịch Hy tới công ty, chiều anh lại tới đón cô sớm. Nhân viên công ty luôn trầm trồ ngưỡng mộ cặp đôi này. Dù có tin đồn gì đi nữa, cũng chỉ thấy họ càng ngày càng khăng khít nhau hơn. Sau bữa tối, Tịch Hy và Tần Lãnh ngồi ngay ngắn ở phòng khách cùng mẹ, thưa mẹ, con có thai rồi, là thai đôi à. Mỗi người một câu, Tần Phu Nhân thì khỏi nói, cười không ngậm được miệng, bao lâu rồi, chính xác chưa con? Dạ, sáng nay tụi con đã tới bệnh viện à, tốt, tốt quá rồi, ta sắp có cháu rồi. Tần Lãnh nghĩ vẫn nên nói tình trạng của vợ mình, để cả nhà có thể chú ý và cùng chăm sóc cô tốt nhất, mẹ à, thai đôi nên khác thai đơn, vợ con cũng vất vả nhân đôi cô ấy có tuổi rồi nên mẹ căn dặn những người trong nhà hãy chú ý giúp con nhé tần phu nhân lườm con trai còn phải nói ta cũng là phụ nữ mấy cái này con không phải lo ta đảm bảo vợ con con sẽ được chăm sóc tốt nhất có thể tịch hy nghe vậy chỉ biết cười và cảm ơn mẹ chồng đêm đó tần ra vui vẻ hơn hẳn tịch hy đang ngủ trong vòng tay tần lãnh còn anh thì thổn thức suy nghĩ về tương lai cứ nghĩ có hai đứa trẻ vây quanh mình gọi bố anh lại càng mong chờ tần phu nhân vui tới độ ngay hôm sau đã đi chùa và làm lễ tại nơi thờ cúng gia tộc để cảm tạ về tin vui này. Bà nghĩ lễ cưới đã chỉ hoãn lâu, giờ nên tổ chức sớm mới được. Khác với suy nghĩ của mẹ chồng là sẽ làm thật hoành tráng. Xong hỉ lâm môn thì tịch hy lại muốn sinh con xong rồi tính. Đăng ký kết hôn là đã được pháp luật công nhận rồi. Cô không quá cầu kỳ lễ cưới, cô còn muốn làm ấm cúng mời vài người thân thiết tới chung vui với mình là được. Tần lãnh thì sợ vợ thiệt thòi nên cũng muốn làm linh đình. Nhưng giờ cô đang mang thai, anh sẽ chiều theo ý cô hết mức. Cô muốn sao, anh sẽ nguyện theo cô. Chỉ cần vợ con anh hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Ở bên nhau lâu, họ dần không còn lo sợ thị phi hay ảnh hưởng bởi dư luận nữa. Họ sống vì nhau, giờ thêm trách nhiệm và gánh vác thêm con cái, tâm đá vững hơn nhiều. Bên này, làm tâm thấy đã lâu tịch hy không tới đây nữa, lại nhớ lần nói chuyện trước, cô thủ thị với vân trì thi thoảng anh hỏi thăm chị tịch hy một chút lần trước chị ấy có vẻ không khỏe vân trì đang xoa kem dưỡng da vào bụng cho lam tâm để đỡ bị giãn da ừm dạo này cuối năm ai cũng bận rộn mai anh sẽ gọi cô ấy vậy là chưa hôm sau vân trì cho cố hải mang một giỏ dâu tây và hoa hướng dương tới tịch thị tịch hy thấy vậy cũng khá bất ngờ này cũng không phải dịp đặc biệt gì cậu nhận được chưa đang định gọi cậu này ừm lam tâm lo lắng cho cậu lần trước thấy cậu không khỏe kiểm tra chưa lâu cậu không tới chắc sau này sẽ càng ít tới hơn vân chỉ lo lắng khám bệnh thế nào có vấn đề gì sao mình cũng có thai rồi là thai đôi wow chúc mừng chúc mừng chúng ta vậy là có con cùng năm rồi ừm cảm ơn cậu tịch hy không nói cho bản thân biết tình trạng của mình vì sợ vân chỉ lo lắng anh phải lo cho lam tâm là đủ rồi từ khi tịch hy có thai Tần lãnh dù bận cũng qua tịch thì ăn trưa cùng cô. Tần phu nhân cho người nấu ăn rất phong phú mang tới. Tịch hy thấy vậy lại càng cảm kích. Tịch trí cũng hớn hở, nghe tin mình sắp có cháu gọi bằng cậu thì phấn khích lắm. Tịch văn nay dẫn tịch minh tới nhà hàng của Giang Anh. Thằng bé hơn 2 tuổi ngồi nghịch ngợm trong ghế trẻ em của mình. Giang Anh khá bận nên cô không để ý lắm. Mãi tới gần hết bữa ăn cô mới đi ra ngoài xem tình hình khách hàng thế nào. Lướt qua một vòng, cô nhìn thấy họ tịch văn cảm nhận được gì đó đang đút cho con ăn cũng ngước nhìn lên bốn mắt nhìn nhau không rời giang anh cười nhẹ đi tới chỗ họ đồ ăn có hợp khẩu vị không rất ngon cô nhìn đứa trẻ kháu khỉnh bên cạnh miệng lấm lem thức ăn rơi đầy bàn tay còn đang cầm một miếng đồ ăn ngoe nguẩy trăm con chắc vất vả nhỉ tự làm tự chịu dần dần sẽ phải quen cô ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ cầm lấy bát đồ ăn trẻ em từ tay tịch văn anh ăn đi em sẽ cho thằng bé ăn nốt, không sao, em cứ làm việc của mình đi, không có gì, em cũng thích trẻ con mà. Tịch văn nhìn Giang Anh ân cần lau miệng cho con mình, cô xúc cơm đâu ra đấy, thằng nhỏ không lạ người, còn nhoẻn miệng cười rồi ăn ngon lành. Nếu nhìn qua, ai không biết còn nghĩ họ là một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, nghe nói tịch hy có thai rồi. Ừm, mới có, là xong thai. Tịch Văn không ngờ hai người họ vẫn có mối quan hệ khá thân thiết và tốt đẹp dù giờ giang anh không còn gì liên quan tới tịch gia thật tốt quá ai cũng có con cả nói tới đây cô có chút buồn lòng tịch văn biết được cảm nhận của cô xin lỗi em nếu anh không tịch văn chuyện đã qua rồi chúng ta giờ chẳng phải cũng tốt sao em có ý định gặp gỡ ai đó và kết hôn không em còn trẻ và xứng đáng gặp được người tốt hơn anh dù tịch văn vẫn còn yêu vợ cũ nhưng lời nói ra là thật lòng anh mong giang anh có thể tìm được người trân trọng cô ấy tạm thời chưa nghĩ đến, sống một mình cũng rất thoải mái, tự do tự tại. Hai người đang nói chuyện, thì có một phụ nữ xinh đẹp tiến lại gần, Tổng Giám Đốc Tịch, Hàn Ly. Thật tình cờ gặp cô ở đây, tới dùng bữa sau. Đúng vậy, vị này là Giang Anh đứng lên, tôi là quản lý nhà hàng, xin phép hai vị. Rồi Giang Anh vội vã rời đi, nhìn người phụ nữ kia vui vẻ ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, lại xoa xoa đầu tịch minh chiều mến, trong lòng cô bỗng rối bời linh cảm của người phụ nữ khiến cô cảm nhận được hàn ly kia có tình ý với tịch văn hàn ly là người bên đối tác của tịch thị gần đây tịch hy mang bầu nên chuyển vài hợp đồng cho tịch văn phụ trách anh và hàn ly làm việc với nhau được một thời gian cô ấy rất chuyên nghiệp và có năng lực biết tịch văn đang độc thân cô lại càng thích anh không hề bận tâm anh có một đứa con riêng có lẽ làm việc ở công ty của nước ngoài nên phong cách sống cũng phóng khoáng suy nghĩ cũng thoải mái hơn Tịch Văn dĩ nhiên biết, Hàn Ly quan tâm anh cả những việc nhỏ nhặt, khi thì mang tặng anh hoa quả, khi thì lại cho quà tịch minh, thi thoảng còn hẹn riêng anh nhưng đều bị Tịch Văn từ chối. Anh sẽ không yêu ai nữa, cũng không có ý định đi thêm bước nữa. Anh cảm thấy mình phải bị trừng phạt sống cô đơn tới già. Nếu anh sống vui vẻ bên người phụ nữ khác sẽ thật có lỗi với Giang Anh, nhất là khi cô vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Tịch Văn sợ Giang Anh hiểu lầm, ngồi cùng hàn ly nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía cô ở xa thời gian trôi nhanh hơn với những người có con nhỏ tịch hy khệ nệ đỡ cái bụng của mình ngồi xuống bác sĩ đã khuyên cô bỏ bớt một đứa nhỏ để đảm bảo sức khỏe của mình nhưng cô cương quyết giữ lại cô sợ mình lớn tuổi sẽ khó có cơ hội mang thai lần nữa nên bụng nhô lên cái là về nhà tĩnh dưỡng không tới công ty làm việc nữa công ty tạm thời giao cho tịch văn và tần lãnh kim ưng cũng hỗ trợ cô giờ mỗi ngày đều có bác sĩ riêng tới nhà theo dõi khám thai. Lam Tâm mang thai trước tịch hy khoảng 2 tháng, trái với tịch hy, cô ấy lại khá khỏe mạnh. Nhờ đứa nhỏ, tịch cảm của cô với Vân Trì tiến triển không ít. Anh ôn nhu và chăm sóc cô rất chu đáo. Dù chưa tới ngày dự sinh nhưng Lam Tâm đã rất hồi hộp, cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để sinh con bất cứ lúc nào. Vân Trì cũng ở bên túc trực cùng dì hứa. Tối nay, lam tâm đang đứng trong nhà tắm thì nước ối chảy dọc hai chân cô hốt hoảng gọi vân trì có lẽ em sắp sinh rồi vân trì vội vàng đỡ cô rồi gọi gì hứa cố hải cũng luôn có mặt để lái xe đưa họ vào viện ngồi trên xe lam tâm nhăn nhó chán đã lấm tấm mồ hôi cô dựa vào người vân trì cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cảm nhận ở dưới đã có từng cơn co thắt tới viện lam tâm ngay lập tức được đưa vào phòng sinh bất ngờ anh gặp tần lãnh cùng mẹ cũng đang sốt sắng đứng gần đó đó là phòng cấp cứu tần lãnh tịch hy có chuyện gì sao cũng tôi hôm ấy tịch hy đi ngủ sớm nhưng chỉ một lát sau cô nhận thấy ga giường ướt sũng cô sợ hãi thấy máu nhuốm đỏ cả một mảng lớn tần lãnh cùng mẹ cũng lo sợ gấp rút đưa cô tới viện hiện đang cấp cứu vân trì có chuyện gì sao tịch hy có chuyện chưa rõ thế nào lúc này một bác sĩ đi ra chồng bệnh nhân đâu là tôi vợ con tôi ổn chứ phải mổ lấy thai gấp không thì không giữ được cả mẹ lẫn con chỉ còn cách mổ dù như vậy là sinh non là chồng thì ký tên đi nhanh lên tần phu nhân nghe vậy khóc ngất thều thào bác sĩ hãy cứu con và cháu tôi chúng tôi sẽ cố gắng tần lãnh run rẩy ký tên lên giấy mổ vân chỉ bên cạnh vừa lo cho lam tâm vừa lo cho tịch hy chỉ biết vỗ vai tần lãnh an ủi tịch hy rất mạnh mẽ ba mẹ con sẽ vượt qua thôi. Lam tâm thuận lợi sinh con, tiếng trẻ khóc oa oa làm cả ba người đang u ám giật mình. Vân Trì vội vã về phòng gần đó, một y tá cầm một tờ giấy đứng trước cửa gọi, người nhà Lam Tâm đâu? Là tôi, dì hứa và Vân Trì thấp thỏm đứng nghe. Bệnh nhân Lam Tâm, sinh lúc 21 giờ 5 con trai, nặng 3,6 kg. Nhưng anh không dám tỏ ra vui mừng vì tịch hy bên kia vẫn nguy kịch anh căn dặn cố hải chuẩn bị một phòng tốt cho lam tâm và con mình tần lãnh và tần phu nhân chả còn tâm trí nào quan tâm chuyện xung quanh chỉ sốt ruột nhìn ánh đèn đỏ vẫn sáng trên cửa phòng cấp cứu một tá ra ngoài nói lớn ở đây ai nhóm máu o bệnh nhân mất máu quá nhiều đây là nhóm máu hiếm nên bệnh viện hiện không đủ tôi vân trì nghe vậy vội vàng chạy lại tần lãnh và tần phu nhân đều khác nhóm máu anh chỉ biết nắm chặt tay vân trì xin nhờ cậu vậy không có gì, đều nên làm. Rồi Vân Trì đi theo y tá làm vài xét nghiệm cơ bản, kết quả không vấn đề nên lập tức lấy máu luôn. Theo tiêu chuẩn thì anh có thể hiến nhiều nhất 500 ml máu toàn phần. Có đủ không? Cô ấy thiếu bao nhiêu? Cỡ 700 ml mới đủ. Vậy thì lấy 700 ml, anh chắc chưa? Anh phải chịu trách nhiệm về việc hiến máu nhiều hơn quy định. Nếu đồng ý thì anh ký vào cam kết này. Vân Trì không do dự mà ký tên nhìn dòng máu được đưa ra theo ống truyền, anh cầu nguyện cho ba mẹ con tịch hy không sao. Vân Trì hơi choáng váng khi bị rút ra một lượng máu lớn. Anh được cố hải sắp xếp cho một phòng khác, Lam Tâm đã được đưa về phòng, còn rất đau nhưng nhìn đứa trẻ đang đá kè ra trên ngực mình, nước mắt hạnh phúc tràn ra từ khóe mắt. Dì ơi, Vân Trì đâu? Cô muốn được gặp Vân Trì, khi ra ngoài không thấy anh, lòng có chút hụt hẫng. cậu Vân đi hiến máu rồi, cô tịch hy đang cấp cứu. Có vẻ nguy hiểm, cô ấy mất máu mà chỉ có cậu Vân có cùng nhóm máu thôi. Làm tâm nhíu mày lo lắng, hy vọng họ sẽ bình an. Con có buồn không, khi cậu ấy không ở bên con lúc này? Không gì ạ, à, anh ấy là cứu người mà, không những một mà là ba sinh mệnh. Người ta nói cửa sinh là cửa tử, con thấy mình may mắn khi có thể thuận lợi sinh ra tiểu bảo bối. Mong cho mẹ con chị Tịch Hy cũng suôn sẻ vượt cạn. Gần bước sang ngày mới, ánh đèn phòng cấp cứu mới tắt. Tần Lãnh chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu đến vậy. Tần phu nhân thì ngất lịm được lâu nhiêu đưa về nhà nghỉ ngơi rồi. Y tá bước ra, Tần Lãnh lập tức lao tới, "Vợ con tôi sao rồi?" "Ca phẫu thuật thành công, một trai một gái, bé trai ra đời 23 giờ 35 phút, bé gái ra đời lúc 23 giờ 45 phút. Do sinh non nên sẽ được đưa vào lòng ấp, còn mẹ thì vẫn còn ảnh hưởng thuốc gây mê, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh. Hai tiếng nữa anh mới có thể gặp cô ấy." Lần đầu tiên trong đời, Tần Lãnh rơi nước mắt, ngay cả khi bố mất, anh vẫn cứng rắn không rơi một giọt lệ nào, vậy mà đứng trước sinh tử của vợ và các con, anh không kiềm chế được. Anh báo tin cho mẹ để bà yên tâm, sau đó đi về phía các con mình. Hai đứa trẻ nhỏ xíu xiu đang lim dim trong lòng ấp ấm áp. Anh chỉ có thể nhìn con từ bên ngoài qua lớp cửa kính. Cố Hải cũng nhanh chóng báo cho Vân Trì, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn hơi mệt anh vẫn quyết định đi tới phòng Lam Tâm. Anh sợ cô tủi thân khi anh không bên cạnh. Nửa đêm, Vân chỉ khẽ đẩy cửa đi vào, dì hứa đã về nhà chuẩn bị vài đồ cần thiết. Lam Tâm đang ngủ, đứa nhỏ nằm nôi riêng cũng ngủ, thi thoảng ngọ nguậy một xíu. Anh nghiêng người nhìn con mình thật kỹ, có nét pha trộn giữa cả bố và mẹ. Lam Tâm mở mắt thấy anh đang đứng bên nôi, không vội gọi anh mà mỉm cười ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên ấy. Anh có mệt không? vân chỉ giận mình quay lại em vất vả rồi còn đau nhiều không không thấy anh và con thì chẳng có gì đau đớn cả chị tịch hi sao rồi em đã nghe gì hứa nói qua tạm thời ổn rồi ừm không ngờ lại sinh cùng nhau thế là tụi nhóc có cùng ngày sinh nhật vân chỉ ngồi cạnh nắm lấy tay cô xin lỗi không ở bên em ngay em hiểu mà em không nghĩ ngợi gì cả rồi cô xoa xoa lên chỗ băng trên tay anh đó là chỗ đâm kim để lấy máu em nghỉ ngơi đi anh sẽ ngồi ở sofa trông chừng hai mẹ con. Em yên tâm, anh sẽ không rời đi đâu cả, anh cũng mệt rồi, nằm cùng em không? Phòng cố hài chuẩn bị khá lớn, có giường rộng và cả sofa. Vân chỉ sợ ảnh hưởng tới cô bèn từ chối, em vẫn còn đau mà, em cứ ngủ tiếp đi, nhưng em muốn anh ôm em. Làm tâm nũng nịu nói nhỏ, Vân chỉ cười cười rồi nằm xuống cạnh cô, anh thận trọng sợ làm đau cô ấy, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mệt mỏi tiếp đi tần lãnh có một đêm không ngủ mãi gần sáng tịch hy mới được đưa về phòng riêng anh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà đau lòng anh sợ sẽ mất cô lấy tay khẽ vén tóc lòa xòa trên gương mặt gầy và nhỏ anh nhẹ nhàng hôn cô một cái ngồi cạnh nắm tay vợ tần lãnh mệt mỏi ngủ gục bên giường lúc nào không hay tịch hy tỉnh lại thấy chồng ở bên rồi lại cảm nhận cơn đau từ vết mổ cô đưa tay sờ chiếc bụng phẳng lì của mình rồi khẽ lay lay người bên cạnh con em đâu? Tần lãnh giận mình tỉnh dậy, em sao rồi? Con đâu anh, em không thấy chúng. Tịch Hy gần như phát khóc, giọng nói có phần hoảng loạn. Cô không nhớ gì, chỉ nhớ đến đoạn máu ra rất nhiều mà thôi, ổn cả, con chúng ta đang trong lồng ấp. Em đừng lo, anh vừa đi thăm hai đứa rồi lại về với em, chúng khỏe mạnh chứ. Có vấn đề gì không? Sinh non nên hơi nhỏ thôi, tất cả đều ổn. Tịch Hy quà khóc, vết mổ cũng vì thế mà đau theo, em rất sợ em sợ chúng có làm sao thì em sẽ ân hận cả đời này mất không sao không sao rồi em đã rất mạnh mẽ từ giờ ba bố con anh sẽ bên em em muốn đi thăm chúng chưa tới giờ thăm đợi sáng hẳn rồi anh cùng em đi nhé tần lãnh phải chấn an một hồi tịch hy mới chịu ngủ tiếp từ lúc mang thai cô luôn nhạy cảm và có phần yếu đuối rất mau nước mắt và nghĩ ngợi nhiều điều tần lãnh không ngủ được nữa bèn lấy một cuốn sách nuôi dạy con ở kệ gần đó mà đọc tới sáng tần phu nhân sáng sớm đã tới, gương mặt tiểu tụy nhưng nội tâm vui mừng. Tịch Hy cũng dậy khá sớm, dù còn đau nhưng nhất quyết muốn đi nhìn con. Tần lãnh đành để cô ngồi trên xe lăn, cả nhà cùng đi thăm hai đứa nhỏ. Trộm vía hai đứa nhỏ phát triển khá tốt, Lam Tâm sinh thường nên chỉ ở viện ba hôm là được về. Trước khi về, cô cũng được Vân chỉ đẩy xe lăn đi thăm hai nhóc sinh đôi. Rồi qua thăm Tịch Hy, giờ chỉ có mình cô ấy ở phòng thấy hai người tới cô rất vui mừng làm tâm em khỏe chưa sao không nghỉ ngơi mà tới đây em khỏe ạ à, muốn qua thăm chị một chút cảm ơn em rồi cô nhìn vân trì cảm ơn cậu nghe tần lãnh nói cậu đã truyền máu cho mình lẽ ra phải cảm ơn cậu sớm hơn không cần khách sáo chúng ta cũng là người nhà ba mẹ con bình an thì bao nhiêu cũng xứng đáng cả em bé khỏe chứ ồn cả dịp khác mình sẽ bế qua thăm cậu ừm đợi hai nhóc kia chứng hơn mình cũng sẽ cho chúng qua thăm mọi người. Vân Trì vừa đưa Lam Tâm đi thì tịch văn đã tới, khỏe chứ? Vẫn ổn cả, anh bận công ty sao còn tới đây? Dù gì cũng là em gái, đây cũng là việc nên làm. Cảm ơn anh, tịch minh thì sao? Ừ, hai tuổi rồi nên hơi nghịch ngợm, rất là ẩm ý. Sau này em cũng sẽ vậy, sinh đôi luôn. Tịch hy phì cười, cô và tịch văn không còn gay gắt với nhau như trước, thậm chí việc chung của tịch ra còn khá hòa thuận với nhau tịch trí thì ngày nào tan làm cũng lượn qua nhìn cháu cậu mới được thăng chức lên trưởng phòng truyền thông giang anh cũng tới nhìn thấy tịch văn có chút ngại ngùng chị dâu đừng gọi như thế chị đã bảo em rồi chị đâu còn là chị dâu tịch văn bối rối không nói gì tịch hy nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của hai người hai người có bao giờ định tái hợp không tịch văn đương nhiên muốn nhưng anh biết là không thể thấy giang anh lập tức phủ nhận thì anh càng buồn hơn biết là em không nên xen vào nhưng nếu hai người tái hợp thì tốt biết mấy tịch văn không ở lại lâu giang anh cũng phải về nhà hàng làm việc ra ngoài cổng thấy giang anh vẫn đang đứng bên lề đường em không đi xe sao bái đậu xe bệnh viện hơi lòng vòng nên em đi taxi anh đưa em về không cần em đang đợi xe rồi lên đi coi nhau như bạn bè cũng được mà không cần cự tuyệt anh đến thế giang anh nhìn anh Bẽn lén lên chiếc xe đã từng quen thuộc trước lúc xuống xe Tịch Văn cầm tay cô hỏi em có bao giờ suy nghĩ sẽ cho anh cơ hội không Giang Anh nhìn anh ánh mắt phức tạp cô không đáp mà lẳng lặng xuống xe đi một mạch không quay đầu lại Tịch Hy ở viện nguyên một tháng lẽ ra cô có thể xuất viện sớm hơn nhưng cặp sinh đôi phải ở lồng ấp lâu hơn nên cô quyết định sẽ ở lại để tiện thăm non ưu tiên hàng đầu của cô giờ xoay quanh hai đứa nhỏ Tần Lãnh đặt cho nhóc anh là Tần Gia Khang, nhóc em lấy tên mẹ làm tên đệm là Tần Hy Nguyệt. Mỗi ngày tụi trẻ nhìn một khác, con trai có nét giống mẹ, con gái có nét giống bố, bé xíu nhưng vô cùng đáng yêu. Bên biệt thự cũng làm lễ đầy tháng cho em bé, Vân chỉ đặt tên con mình là Vân Anh Kiệt. Vào ngày đầy tháng, vợ chồng Tịch Hy còn gửi quà mừng khiến Lam Tâm rất cảm kích. Đẻ cùng nhau, nếu cặp song sinh không còn ở viện thì có lẽ nay cũng là lễ đầy tháng của tụi nhỏ lam tâm dặn lòng dịp khác cũng phải gửi quà để đáp lễ với tịch hy vân trì đã tặng cho lam tâm một bộ trang sức kim cương rất giá trị cô vui vẻ đón nhận nếu là trước kia thì cô đã từ chối rồi cô nghĩ mình chắc không có dịp dùng tới nhưng nếu sau này vân trì muốn có thêm con gái cô sẽ trao lại bộ trang sức này cho con mình còn không sau này cô sẽ tặng lại con dâu cũng được ngày đón cặp song sinh về nhà tần ra không khí vô cùng vui vẻ giờ nhà có thêm một phòng trẻ em, hai chiếc cúi nhỏ đặt giữa, có thêm bảo mẫu trông nom. Vẫn là ở nhà thích nhất, tới giờ tịch hy mới thật sự thả lỏng tinh thần. Sau khi cô cho con ti xong mới về phòng mình đi ngủ. Tần lãnh lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo, dù biết là hơi chế nhưng anh chưa chính thức cầu hôn em. Trước đây vội vã đăng ký kết hôn, đến nhẫn đang đeo cũng là đeo cho có lệ. Em đã phải chịu thiệt thòi rồi. Tịch Hy, chúng ta làm lễ cưới nhé tịch hy vô cùng bất ngờ lâu nay có bầu rồi sinh con cô đã bỏ bê anh không ít cô còn đang có chút áy náy vì giờ thời gian của mình sẽ phải san sẻ cho con mà ở bên anh ít hơn mỉm cười và gật đầu chắc nịch tịch hy nói em dĩ nhiên là đồng ý rồi tần lãnh cười rạng rỡ đeo nhẫn vào ngón áp út rồi ôm cô vào lòng cảm ơn em hy à anh không thể tin có ngày bên em mà anh sẽ hạnh phúc đến nhường này cảm ơn em đã lấy anh đồng hành cùng anh và vất vả sinh cho anh hai đứa con thiên thần. Anh yêu em, cả đời này yêu em và các con. Tịch Hy xúc động, dưng dưng dơ bàn tay trái của mình lên, ngón áp út giờ có hai chiếc nhẫn sáng chói. Không lâu sau họ tổ chức hôn lễ, theo nguyện vọng của Tịch Hy nên đám cưới diễn ra ấm cúng, trang trọng, chỉ toàn những người thân quen nhất mà thôi. Tần phu nhân thì chạy ra chạy vào, phấn khởi ra mặt. Vân Trì và Lam Tâm bế con tới, Tịch Chí ăn mặc rất bảnh, Tịch Văn cũng đưa con trai tới tham dự. Gần đây anh rất hay đưa Tịch Minh tới chỗ Giang Anh ăn cơm, tới nỗi thằng bé quen cô. Nhìn thấy là đòi bế, Giang Anh cũng bế nhóc con đó đứng bên cạnh chồng cũ. Kim Ly bay từ Hàn Quốc tới, Philip cũng cất công từ London về. Chỉ có duy nhất hai người họ là đối tác làm ăn có mặt tại lễ cưới, chứng tỏ mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Philip này còn dẫn theo tiêu ngọc, tay trong tay rất tình tứ có vẻ như quá trình làm việc chung đã giúp họ nảy sinh tình cảm. Thật ra Philip thích Tiêu Ngọc lâu rồi, chỉ là theo đuổi mãi cô mới chấp nhận lời tỏ tình của anh. Tịch Hy và Tần Lãnh thấy vậy thì vui mừng cho Tiêu Ngọc, cô ấy cuối cùng cũng mở lòng yêu đương rồi. Trên sân khấu nhỏ, Tịch Hy và Tần Lãnh mỗi người ôm một đứa nhỏ, cười tươi đón nhận những lời chúc phúc của những người phía dưới. Lúc ném hoa cưới, Tịch Văn vô tình đã bắt được đóa hoa linh lan trắng xinh đây là loài hoa biểu tượng cho sự hạnh phúc và may mắn anh hơi ngại liền đem tặng bó hoa cho giang anh giang anh là người đam mê chơi hoa và cắm hoa cô biết về một phần ý nghĩa của loài hoa này linh lan trắng trong tình yêu còn tượng trưng cho lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành nữa không ai để ý tịch trí có vẻ hơi buồn dẫu biết là tiêu ngọc từ chối mình rồi nhưng nay thấy cô xinh đẹp bên philip làm cậu không khỏi tự ti dù năng lực cậu đã được công nhận và thăng chức lên trưởng phòng truyền thông nhưng dĩ nhiên cậu vẫn thấy mình nhỏ bé so với đế chế thời trang đình đám của Philip. Kim Ly do lần đầu dự đám cưới kiểu này nên cũng hơi bỡ ngỡ, thấy tịch Chí đang ngồi uống rượu một mình bèn lại ngồi cùng. Tôi ngồi đây được chứ? Tịch Chí nhìn lên thấy một cô gái xinh đẹp ngay lập tức sốc lại tinh thần. Cậu còn nhanh nhẩu và nhiệt tình nói cho Kim Ly nghe về đám cưới ở đây còn kim ly thì chăm chú lắng nghe và ấn tượng rất tốt với chàng trai trẻ tuổi trước mắt cô còn chủ động kết bạn trên mạng với tịch trí nữa cuối buổi lễ vân trì mang tặng cho tịch hy một tệp lớn rất kín nói là quà cưới tịch hy rất tò mò tối về mở kiện ra thấy đây là giấy tờ chuyển nhượng số cổ phần trước kia cô chuyển đổi thì ra người mua lại toàn bộ số cổ phần khi đó lại là vân trì cô vô cùng cảm kích thầm nghĩ nhất định sau sẽ phải báo đáp bản thân nhờ vân trì hiến máu cô mới bình an sinh con nên tần lãnh vui vẻ để vân trì làm cha nuôi cho hai đứa nhỏ mối quan hệ giữa hai nhà thân lại thêm thân phía bên hà thị không bưng bít được vụ trốn thuế nữa hà ngọc quân đang bị điều tra cả công ty đang lao đao tần lãnh đã giúp tịch hy quản lý tịch thị một thời gian nên cũng biết ý định của vợ mình tịch hy muốn thâu tóm hà thị để sắp nhập vào tịch thị cơ hội lần này chỉ có một không thể bỏ lỡ tần lãnh để cảm ơn vợ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình lần trước cô đã hỗ trợ anh thương vụ với kim ly thế là liền rót một số vốn lớn để đầu tư cho tịch hy nhờ nguồn lực mạnh và dư giả tịch hy dễ dàng có được hà thị giờ cả giới giải trí không ai làm lại tịch hy dù đã lui về ở ẩn để sinh con nhưng danh tiếng của cô không hề giảm sút cô còn nghĩ có phải mình nghĩ nhiều nên hoa mắt đi đâu cũng thấy bóng dáng tịch văn hay không tịch văn đúng là đang bên hàn ly thật nay dự án của họ kết thúc mọi người rủ nhau đi liên hoan sau đó tăng hai ở quán rượu các nhân viên đã về vãn chỉ còn hai vị chủ chốt vẫn đang nâng ly cảm ơn nhau hàn ly còn mạnh dạn thổ lộ tình cảm với tịch văn uống rượu vào không biết sợ mà hôn anh một cái tịch văn không phản ứng kịp bất ngờ để hàn ly đạt được mục đích giang anh còn đang nghĩ về bó hoa linh lan kia cô vẫn yêu chồng cũ nghĩ hay thử cho anh một cơ hội bản thân cũng thử tha thứ một lần lại thấy anh đang cùng người phụ nữ khác hôn nhau giữa nơi người qua kẻ lại thế này cô cười khẩy đúng là bản thân tự đa tình hóa ra anh vẫn là ngựa quen đường cũ tịch văn đẩy hàn ly ra biết cô ấy say nên anh chả muốn nói nhiều gọi thư ký đưa cô ấy về anh quay lại chỗ lấy túi của mình để về luôn ai ngờ thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm anh nhíu mày nhìn cô sao cô có thể ở nơi như này giang anh còn trẻ trung và khá xinh đẹp sau khi ly hôn cô càng sắc sảo hơn. Người ta hay nói phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đã có nhiều người tán tỉnh muốn yêu đương với cô đều bị Giang Anh từ chối. Nay cũng không ngoại lệ, có một chàng trai trẻ tuổi nhìn khá ăn chơi tiếp cận cô. Nhân lúc cô hơi lảo đảo, anh ta nhanh tay đỡ lấy eo cô rồi thì thầm vào tai, cô gái, em sai rồi, để tôi đưa em về. Giang Anh nhìn thấy tịch văn và hàn ly hôn nhau thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cô không đẩy tên kia ra mắt nhìn tịch văn không chớp miệng lại mỉm cười quyến rũ với người ôm mình cảnh trêu ngươi đó như thách thức tịch văn vậy anh lao tới mà nói tên cô rõ to giọng bực dọc giang anh em có buông tên kia ra không giang anh bất cần đáp anh anh đâu có quyền cấm cản em trước đây anh còn hơn cả thế cơ mà lấy tư cách gì mà lại lớn tiếng với em chứ tên thanh niên kia nhíu mày anh kia anh là ai mà dám làm phiền tới cô ấy nay cô ấy thuộc về tôi Tên khốn này, tôi là chồng cô ấy, được chưa? Tịch văn điên lên giơ tay muốn đấm tên nhái sắt sược kia, lại bị Giang Anh chừng mắt chắn trước mặt. Em được lắm, dám bảo vệ tên khốn này, anh đừng có làm loạn, đừng có tùy tiện đánh người, anh không tùy tiện. Tịch văn hàn từng tiếng, ánh mắt nổi cả tơ máu nhìn Giang Anh như muốn phát hỏa. Nay anh cũng uống rượu, mà kia tên kia đang chửi bới thì tịch văn đã mạnh tay kéo Giang Anh về phía mình cô giấy sụa phản kháng liền bị anh vác một phát lên vai, rồi đi nhanh ra phía cửa. Giang Anh vùng vẫy hét lớn, bỏ em ra, đi mà ôm ấp hàn ly của anh đi. Tịch văn không buông cô ra nhưng bước chân đá dừng lại, em thấy gì rồi? Thấy anh cùng người ta tình thương mến thương, hôn nhau thế chắc yêu nhau lắm, ngốc nghếch. Ngốc nghếch mới bận tâm tới anh, vốn định đưa Giang Anh về nhà của cô, nhưng nghe câu này, tịch văn đổi ý đưa cô về tịch ra. Giang Anh dĩ nhiên không chịu, nhưng Tịch Văn đã nhét cô vào xe rồi khóa lại không cho cô xuống. Về tới cổng nhà, anh lại vác cô đi một mạch lên phòng mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người làm tại đó. Không ai dám làm phiền không gian của hai người họ. Giang Anh vừa được thả xuống liền chạy về phía cửa, lại bị Tịch Văn ôm chặt sau lưng. Cô nhìn căn phòng vẫn y nguyên lúc trước khi cô ly hôn, anh cưới thậm chí vẫn treo như cũ. Em đừng như thế, đừng vì né tránh anh mà tùy hứng chọn đại một người anh tự tin như vậy sao biết đâu người ta còn tốt hơn anh thì sao sao anh lại nghĩ em phải né tránh anh chẳng phải em vừa nói vẫn bận tâm anh sao khi nãy do em say tức là giờ em không say em phải về ở đây vẫn luôn coi em là chủ chả liên quan mình quay lại được không em giang anh lúc này rất dối cô còn không phân biệt được mình say hay tỉnh trong một giây mơ màng và khao khát mãnh liệt tịch văn đã xoay cô lại rồi hôn cô đừng em không muốn chạm vào thứ hàn ly vừa chạm vào là hiểu lầm cô ta thích anh nhưng anh yêu em anh không thể quên em được vợ à bao nhiêu quyết tâm và mạnh mẽ ly hôn thì giờ sụp đổ chỉ vì một lời bộc bạch giang anh không kìm được nước mắt trai đều thường có sức hút tịch văn anh làm em đau lòng mà em cũng không ngừng yêu anh được anh xin lỗi em dù biết sẽ không thể xóa đi sai lầm của mình nhưng anh đã rất đau khổ khi không có em anh thật sự hối hận hai người nói ra nỗi lòng chất chứa bấy lâu, rồi ôm nhau thật chặt, tự nhủ sẽ không để mất nhau thêm lần nào nữa. Đêm đó Tịch Văn và Giang Anh đã có một đêm nồng nàn, tình cảm được hâm nóng trở lại. Ở một phòng khác, Tịch Minh đang có một giấc ngủ ngon lành. Mẹ ơi, Tiểu Nguyệt dành đồ chơi của con. Không phải, là anh trêu con trước. Tịch Hy mỗi lần về nhà là nhức cái đầu với hai đứa nhỏ. Anh em mà tụi nhóc mách lẻo nhau suốt ngày. Hy Nguyệt là em gái nên được cưng chiều, đặc biệt bám bố lại hay giận dỗi. Gia Khang dù có ý thức nhường em nhưng cũng là trẻ con, ra đời chưa có hơn chục phút nên lắm lúc vẫn nhí nhéo ỏm tỏi. Nay là sinh nhật của tụi nhỏ, một lễ sinh nhật chung của ba đứa trẻ ra đời vào cùng một ngày diễn ra ấm cúng tại nhà hàng của Giang Anh. Thấy anh Kiệt, Tiểu Nguyệt còn nói ngọng nhưng đã ời ời. Anh Kiệt ơi, em Tiểu Nguyệt này, ba đứa trẻ rất thân nhau, gần như cuối tuần nào cũng đi chơi nhà bóng cùng. Vân Trì thậm chí còn mua luôn cả một khu vui chơi cho con cái được chơi thỏa thích và an toàn. Tiểu Nguyễn thích anh Kiệt hơn cả anh ruột của cô bé. Tịch Văn và Giang Anh như chưa hề có cuộc chia ly, thậm chí còn mặn nồng hơn trước. Vào cái đêm định mệnh ấy, Giang Anh lại bất ngờ có thai. Không thể tin được, cô coi đó là duyên số trời định. Tịnh Ánh đã được 3 tuổi, tịnh Minh lớn nhất đã 7 tuổi nên chững chạc hơn hẳn, rất cưng chiều em gái và hòa đồng với các em nhỏ cậu luôn coi Giang Anh là mẹ, gọi cô là mẹ mà không phải gì. Khi tịch Minh học hết lớp 1, Giang Anh có nói. Minh Minh, mẹ không sinh ra con mà là người khác sinh ra con. Nhưng mẹ luôn công bằng, con và tiểu ánh mẹ đều yêu như nhau. Sau này con lớn, con sẽ dần hiểu. Cả nhà mình hãy thật đoàn kết và bên nhau nhé. Vậy là ai cũng có đôi có cặp cả, tịch trí không ngại làm, phi công, cậu bén duyên với Kim Ly mối tình xuyên biên giới tiến triển tới mức kim ly nghỉ việc ở hàn quốc cùng tịch trí mở một công ty truyền thông riêng nhờ tài năng lại gặp đúng người hai người họ không chỉ là người yêu mà còn là cộng sự công ty cũng phát triển nhanh chóng họ mới đính hôn định qua tết sẽ làm đám cưới vân chỉ lại sắp đón một thiên thần nữa bụng lam tâm đã hơi nhô lên rồi anh không cho cô một danh phận chính thức vì lo cô sẽ bị kẻ xấu để ý tới nhưng đã sang tên cho cô rất nhiều tài sản có giá trị lam tâm chẳng cần gì chỉ cần tình yêu nên cô mãn nguyện bên các con của mình và đón nhận sự quan tâm của vân trì sau nhiều thăng trầm và sau khi có con mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là tình yêu nữa mà còn là gì đó hơn cả thế tần lãnh đích thân tìm hiểu và tặng cho ba nhóc con mỗi đứa một bất động sản giá trị bên nước ngoài giới tài phiệt tặng quà thường hướng tới sự bền vững và giá trị lâu dài sau con cái trưởng thành lấy đó là nền tảng để phát triển để mà nói thì vân chỉ đã giúp đỡ vợ chồng anh quá nhiều nên quà của anh kiệt cũng giống quà của gia khang và hy nguyệt thậm chí là hơn chứ không có kém vân chỉ dĩ nhiên không kém cạnh anh mới đấu giá được cặp lục ngọc quý hiếm tặng hai bé trai cùng với viên hồng ngọc trước đây định tặng tịch hy nay lại tặng cho con gái cô ấy có thể nói đây là những đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng cặp sinh đôi nhà tịch hy có gen bố mẹ nổi bật nên chúng cũng được thừa hưởng nét đẹp và sự thông minh của bậc sinh thành đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhờ sự nổi tiếng của bố mẹ nên cô cậu nhóc bé xíu đã được quen toàn người nổi tiếng thậm chí còn lên bìa tạp chí ăn khách nhất philip cùng tiêu ngọc mở rộng sang cả thời trang cao cấp cho trẻ em tiểu khang và tiểu hy bốn tuổi đã chập chững dắt tay nhau đi trên sản diễn thời trang danh giá nhờ có con mà tịch hy thấy được tiềm năng trong lĩnh vực này cô cũng mở rộng tịch thị không chỉ đào tạo diễn viên ca sĩ nữa mà còn tuyển sinh cả mẫu nhí phải nói người giỏi nhìn đâu cũng ra cơ hội tiểu nguyệt nheo nhéo đòi anh kiệt dĩ nhiên là rất muốn nhưng vân chỉ không thể cho con cái lộ diện quá nhiều thân phận của anh rất nhạy cảm anh phải giữ an toàn cho lam tâm và các con nên rất kín kẽ cậu nhóc có lẽ sống cùng bố là ông chùm nên tính cách cũng rất trầm ổn khác với hai đứa nhỏ năng nổ và nghịch ngợm nhà tịch hy cuộc sống trôi đi có trầm có bổng vui có buồn có nhưng sau tất cả ai cũng có một bến bình yên để đậu lại mối quan hệ cũ được giữ vững mối quan hệ mới được mở ra thêm thành viên là những đứa trẻ khỏe mạnh xinh xắn dù gì đi nữa hạnh phúc nhất là có gia đình ở đó có những người mình yêu thương hết chuyện